Con chó thấy gì hả? Vậy mình chạy lẹ đi. Bên sân nè. Xe này mẹ thích sân. Này mấy đứa cháu Thảo nè. Bữa nay đi ăn sáng bữa nữa. Rồi chút nữa Thảo lên máy bay về là Mỹ rồi. Đâu có bình thường. Bữa nay gia đình Thảo xuống nhà hàng nổi để ăn mà gặp cái đám cưới. Về bả tặng giỏi. Gia đình đang tiễn gia Thảo ra sân bay về lại Mỹ. Mấy đứa em. Ông ngoại nữa. Đó có bà ngoại đi tiễn ra sân bay. Còn ông ngoại ở nhà, ông ngoại đi hơi mệt. Ghi tên đi con. Bữa nay Thảo đi về lại Mỹ nè. Đang đi vô Sài Gòn. Để ra sân bay. Đâu ngoại đi ngang kiến nên bạn mới hỏi. Gia đình Thảo ở phi trường Los Angeles. Cái phi trường cũng lớn lắm nên đi cái xe nè. Chở qua cái cổng để đi lên sân bay. Đi lên chuyến bay về lại San Jose á. Vincent bị muỗi cắn quá trời luôn. Có chiếc xe chở đi vòng vòng á, đến cái cổng để lên máy bay á, chứ đi bộ đi không nổi, xa lắm. Đi tới đây nè, cái Thảo đi bộ vòng vòng. Tại người ta nói á, mình đổi cái địa điểm từ cái nơi này qua nơi khác mà múi giờ với lại thời tiết nó khác nhau á, thì mình nên đi vòng vòng, hít thở không khí cho nó khỏe, cho nó đừng có bị mấy cái bệnh khi mà mình di chuyển xa đó. Nhiều khi lên máy bay Thảo thấy mấy em nhỏ, mấy em mà cỡ 1-2 tuổi á, khóc quá trời luôn. Tại máy bay cất cánh ha, đáp xuống á, thì áp suất nó tăng giảm đột ngột á, cái lỗ tai nè nó đau, mấy em khóc dữ lắm. Có người chỉ Thảo á, nếu là phụ huynh có mấy em nhỏ thì nên lấy cái bình nước, bình sữa gì đó, lúc máy bay cất cánh hay hạ cánh á, là cho mấy em uống liên tục, thì nó uống nó hít thở á, nó sẽ thông được cái lục bùng lỗ tai. Mình có thể cho các em uống cái nước gì mà các em thích đó, như mấy cái nước trái cây hay sữa hay nước lọc cũng được. Kiếm cái bình nào mà mấy em thích đó, thì mình đem theo. Lên tới đó thì mình xin máy bay các loại nước. Còn mình về tới nhà đó, mình đi du lịch xa chừng mười mấy tiếng trở lên á, thì mình đừng có nên vô phòng mà đóng cửa mở máy lạnh nha. Nằm vậy nó dễ bị cảm lắm. Mình nên rửa mặt, rửa tay, rửa chân cho nó thoải mái, nó quen lại với cái nước. Rồi sau đó mình đi vòng vòng, hít thở không khí, đi tản bộ đó. Nó vậy đó là nó không có bị bệnh, mấy cái bệnh mà mình di chuyển xa trong một thời gian liên tục. Vincent đứng đây mà đợi hành lý chạy ra. Chỗ này là chỗ ra của hành lý nè. Vincent về đến đây nhanh nhẹn lắm, đi lấy hành lý đồ. Mà bữa nay hành lý của Thảo chưa có thấy. Giờ là 1 giờ khuya rồi. À, anh Thái lấy được cái rồi. Thùng chảy ra hả? Được mấy thùng rồi con? Về đến Mỹ thì hành lý nó chạy ra cũng nhanh lắm. Mà nó an toàn. Chỉ có điều đi qua ngay chỗ kiểm tra. Kiểm tra kỹ dữ lắm. Thấy cái gì mà nghi ngờ là gạch thùng ra. Mình đừng có đem trái cây nè với thịt nha.
mấy cái đó là mình, nếu mà mình đi lần đầu mình không biết á thì mình bị giục lại. Còn nếu mà mình là công dân Mỹ mà mình đem mấy đó là có khi bị phạt á. Thịt, trái cây á thì có thể đem mấy con sâu bệnh á vô trong nước Mỹ nên người ta không có cho đem vô. Đáng lẽ là nhà Thảo đi về tới đây là buổi chiều, nhưng mà sự cố trầm trọng luôn là chiếc bay bị hủy. Hãng Eva một tuần trước á, thì ở San Francisco người ta đình công, không biết sao hãng Eva đình công nữa. Cái nói ông xã phải coi xác nhận lại chiếc bay, cái ông xã nói đình công xong rồi nó hết, cái không có xác nhận lại. Tới hồi đi ra sân bay nói chiếc bay bị hủy rồi. Trời đất ơi, khổ sở. Chuyến bay bị hủy rồi. Cái ông xã nói là mai phải về đi làm. Cái người ta kiếm quá trời luôn, đổi qua đi hãng China Southern Airlines. Hãng đó ghé Quảng Châu hay là Quảng Đông gì đó mà lên máy bay. Tiếp viên đẹp lắm mà nói tiếng Hoa không à. Cái khách, hành khách cũng cười Hoa không à. Rồi từ đó bay xuống Los Angeles. Rồi từ Los Angeles đợi 3 tiếng rưỡi rồi mới có máy bay bay 1 tiếng mấy về San Francisco nè, làm trễ hết 4-5 tiếng luôn. Giờ là 1 giờ khuya còn đứng ở sân bay lơ ngơ lóng ngóng. Cái anh ra rước á cũng phải đi dắt bia để rước luôn, hơi khổ lắm. Sự cố bất ngờ, do đó mới mốt đi máy bay á. Dù sao thì 1-2 ngày trước khi lên máy bay nhớ là confirm lại, xác nhận lại á, gọi cho hãng máy bay xác nhận lời coi chiếc bay nó có thay đổi gì không. Nếu mà Thảo mua online thì người ta gửi email là thấy rồi. Cái này tại Thảo mua qua dịch vụ của chị quen mà có cho số điện thoại của chị không à. Về Việt Nam đâu có mở phone lên đâu mà biết, chắc chỉ có nhắn mà không có biết. Khổ chỉ sợ luôn á. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã xem cái chuyến về trục trặc của gia đình Thảo. Hồi lúc mà ra sân bay nói chuyến bay bị hủy rồi đó, rồi đuối như trái chuối luôn á. Người ta kêu đi về rồi, mấy bữa sau có chuyến lên nữa. Trời ơi, từ Bến Tre lên mà hàng á có mấy cái đông đá nè, đông đá để đem qua. Không có, nước Mỹ không có cho đem trái cây vô, nhưng mà trái cây mình chế biến thành phẩm là như mình sấy khô nè, mình gọt ra hết, mình bỏ hộp, bỏ vỏ đông đá ha, ngâm muối, ngâm như cốc tỏi đó, bỏ hộp hết nha. Rồi mình đông đá là mình được đem qua, nhưng mà đem cho tới ngay chỗ mà kiểm tra đó thì mình nói trước với nhân viên kiểm tra là mình đem cái món đó được hay không. Nếu người ta ok thì người ta cho mình đi, còn người ta không được thì người ta kêu mình bỏ thì mình bỏ, chứ đừng có im nha, để người ta xét ra thì có thể người ta phạt. Nên Thảo đem trái cây qua quá trời luôn mà Thảo bỏ hết vỏ hộp và đông đá, ướp thêm đường vô nữa. Cây này đem được cả chục ký dừa nước á, rồi mãng cầu nè. Tới sân bay làm xã hỏi là đem vô được không, cái chị đó nói được thì đem vô, đem về ăn chứ ở bển ăn khang tiếng luôn rồi, cũng ăn không nổi nữa nên đem qua đây. Ông xã nói biết người ta cho đem sầu riêng, nói đem sầu riêng thôi chết, biết người ta cho không. Ăn đứng cong queo của ông xã tội nghiệp lắm, ông rinh đồ nặng á, từ trưa giờ ông quải rồi, tại đi đổi 2-3 chuyến máy bay mệt quá. Sự cố của gia đình Thảo, ôi quá mệt. Còn thùng nữa hả? Thùng sao hả? Thảo khui thùng củ kiệu trước tiên nè, còn nguyên luôn. Thảo bỏ vô cái bội á, tại mấy cái này phải lấy ra để tủ lạnh á, rồi ngày mai Thảo nấu giấm đường chế lên nữa. Đây thùng củ kiệu nữa. Dừa nước. Đâu coi. Trời, nó còn đông đá luôn. Còn cứng ngắc à. Tại Thảo mua cái thùng mút này nè. Đựng á. Còn đông đá cứng ngắc luôn. Ủa, cái ống dừa voi còn hả? Kiếm không thấy. Trời ơi, bịch nào cũng còn đông đá hết. Cứng ngắc à. Cái này là dừa nước á.
Coi, thùng nó đi con, thùng nó nữa. Vincent mở cái thùng này coi. Cái thùng này là mãng cầu. Thảo đem mãng cầu sim qua đó. Tại Thảo thích ăn mãng cầu. Được không con? Còn không? Đông đá luôn hả? Còn đông đá hả? Giờ bỏ vô tủ đá lại đi con. Thảo làm như vậy nè. Đem qua để dành Sa Sinh Tố ăn. Ngon lắm. Gia đình Thảo về tới nhà 3 giờ khuya mà đói quá, đi nguyên ngày luôn nên giờ ăn khuya. Thấy về tới nhà má chồng Thảo làm cho gỏi gà, cháo gà luộc. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn khuya. Gia đình nào đi Việt Nam về cũng vậy hết á. Giống như cái thời gian nó còn đảo lộn á, là mình cứ giấc khuya thì thức 3-4 ngày vậy đó, rồi từ từ mới đổi lại. Minh Sành làm gì con? À, nó phe muối ớt Tây Ninh nè. Nó con mới về, mặt con bơ phờ quá, mẹ đừng có quay con. Mặt Thảo cũng bơ phờ luôn ha. Bữa nay đi là đúng ngày luôn á, mới về tới Mỹ á, 2 mấy tiếng á. Cảm ơn các fan hâm mộ. Thảo về bển á, gặp cô chú anh chị và các em á, chụp hình chung rất là vui luôn. Hồi lúc sân bay về lại đây á, gặp một em nữa chạy lại chụp hình á, mà lúc đó Thảo lu bu quá, Thảo gặp được em chụp hình nó vui lắm. Chào cô chú anh chị và các em, Thảo ăn cháo nha. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ bình an. Cảm ơn tấm lòng yêu thương quý mến Thảo. Cảm ơn rất là nhiều.